vừa cổ điển lại vừa phá cách, khoác lên mình một phong cách độc lạ, gây thiện cảm ngay cái nhìn đầu tiên. Các bác đang biết em nói đi cái gì phải không ạ? Đài Radio NNS 8093BT, có thể nói là với mỗi chúng ta thì hình ảnh chiếc radio lại không còn quá xa lạ, nhất là với các ông bà thì lại càng thân thuộc. Chỉ cần nhìn vào hình ảnh chiếc radio này thôi thì bao nhiêu ký ức ùa về. Đặc biệt đây là một dụng cụ tiên tiến không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của ông bà chúng ta. Radio NNS 8093BT không chỉ đem lại đến âm thanh chất lượng mà bên ngoài của nó còn được thiết kế giả viên gỗ mang hơi hướng cổ kính và hiện đại. Đặc biệt là cái chiếc radio này mà để trong phòng làm đề con thì tuyệt thôi miễn bàn. Đó mới chỉ là em đang giới thiệu sơ qua thôi. Còn rất là nhiều cái phần hay ho mà các bác cùng em xem ở phần sau nhé. Chiếc radio này được sản xuất tại tập đoàn công nghệ NNS Nhật Bản. Chưa hết đâu, chiếc radio này còn sở hữu cả Bluetooth, nghe nhạc MP3, nguồn điện pin khô và có thể cắm điện trực tiếp. Ở phía bên cạnh phải đây thì có nút tuning để dò các cái kênh tần số. Một là FM, hai là AM, ba là SW. Ở phía bên trái mình đây là nút tăng giảm âm lượng và cũng là nút tắt bật radio. Và hơn nữa thì còn có thêm một cái chiếc điều khiển từ xa. Chiếc điều khiển từ xa như này, từ xa mình có thể tắt bật hoặc là nghe nhạc chỉ trong một nút bật này thôi. Trong đường lối đối ngoại, Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải. Chắc các bạn đang quan tâm về chiếc đài xịn sò như này mà giá bao nhiêu phải không ạ? Vâng, em xin bật mí với các bác là chỉ với giá 699.000 thôi thì các bác đã có ngay một cái chiếc đài xịn sò như này. Các bác không nghe nhầm đâu. Hãy để lại số điện thoại cho bên em để được tư vấn với cái giá 699.000 đồng này ạ.